Kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Mazda 2 bản sedan sản xuất năm 2015, động cơ 1.5. Hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 465 triệu đồng. Quý vị liên hệ trực tiếp Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe. Mình xin nhắc lại là số hotline của Dũng Audi 0855 966 966. Quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết cũng như là được tư vấn hay là giải đáp mọi thắc mắc của quý vị, quý vị hãy vui lòng gọi điện số 0855 966 966 ạ. Đây là thân vỏ của chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2015, bản sedan 2 đầu, số tự động, động cơ 1.5, hiện nay đang được chào bán với giá là 465 triệu đồng. Đây là thân vỏ của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ quay thêm về thông tin chi tiết nội thất cũng như là trang thiết bị của chiếc xe. Chiếc xe này thì vừa mua về đến nhà xong thì mình quay luôn cho quý vị xem. Xe vừa về đến nhà. Đây là một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2015, động cơ 1.5 AT. Đây là cái nội thất của chiếc xe đây ạ. Toàn bộ tổng thể thân vỏ và nội thất của chiếc xe đây. Xe thì được trang bị, cũng nói thêm với quý vị là xe được trang bị 4 la răng phay, 4 la răng đúc và thuộc dạng la răng phay, 4 phanh ABS. Rồi sinh nhan trên gương. Đây, sinh nhan trên gương. Tiếp theo là về cái trang thiết bị của trong xe thì được gồm có những thứ như sau. Thứ nhất là gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đèn start stop, đèn start stop ạ. Rồi là điều hòa auto, có nút chỉnh sport, chế độ lái thể thao. Đây là chế độ lái thể thao, mình chuyển ở đây gạt cái nãy này nó sẽ hiện đồng hồ lên là chuyển sang chế độ lái thể thao. Còn đây là cái nút núm xoay chỉnh của chỉnh màn hình. Thì đây là xe được trang bị màn hình đấy. Mazda đời cao thì nó có màn hình như thế này. Rồi là xe được cân và trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Và nút tắt tắt động cơ và tự khởi động động cơ thông minh. Quý vị dừng đèn đỏ thì xe sẽ tự tắt máy. Và quý vị sau khi dừng đèn đỏ thì quý vị nhấc trở khỏi chân phanh và đạp chuyển sang chân ga thì xe sẽ tự nổ máy đi. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đây là trần nỉ của chiếc xe đây ạ. Trần nỉ còn rất đẹp quý vị nhé. Trần nỉ ghế da còn rất đẹp. Xe đăng ký lần đầu năm 2016, sản xuất năm 2015 và đăng ký lần đầu 2016, động cơ 1.5 AT, tiêu thụ nhiên liệu tầm hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Độ tầm 6 lít 8 đến 7 lít gì đấy cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này thì cam kết là keo chỉ zin toàn xe, không một lỗi nhỏ. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về các cái thông số của về kiểm tra kỹ thuật của xe. Thì đây chìa khóa đây, hai còn nguyên hai chìa zin quý vị nhé. Còn nguyên hai chìa khóa zin theo xe. Thì bây giờ mình sẽ cùng với quý vị kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra cái cốp xe. Thì cốp xe đây ạ, như quý vị nhìn thấy đây, là đầu tiên là mình kiểm tra cái keo chỉ của cốp. Thì chỉ cốp còn nguyên zin quý vị nhé. Toàn bộ thì chỉ cốp còn nguyên zin này. Đây ạ, toàn bộ chỉ cốp là còn nguyên zin. Rồi là đây là đinh tán còn nguyên, hai bên đinh tán còn nguyên, chỉ cốp nguyên,
Đây là cái cho bọc cái phủ táp lô. Đây là cái phủ táp lô. Đây cái phủ táp lô đây. Đây ạ, lốp sơ cua. Lốp sơ cua và đồ dùng của nó đây, còn nguyên. À, đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy đây. Đây là cái xà gầm chassis của Quang Cốp, còn rất là sạch sẽ và sáng mới ạ. Xe sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu 2016, Quang Cốp cũng khá là rộng. Đây là về phần cốp là ok rồi đúng không ạ? Bây giờ tiếp theo là về phần keo chỉ phía cánh sau bên phụ. Thì đây quý vị có nhìn thấy chỉ cũng còn nguyên quý vị nhá. Chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên. Đây là chỉ cánh phụ. Quý vị nhìn thấy chỉ xịn còn nguyên nhá. Nguyên chỉ xịn. Tức là xe về phần bên phụ là ok. Bây giờ tiếp theo về phần bên lái. Thì đây ạ. Cánh sau bên lái táp lô cũng rất là đẹp nhé, táp ly rất là đẹp. Thế còn đây là chỉ cánh sau bên lái còn nguyên quý vị nhé, không mất một phân chỉ nào, không mất một phân keo chỉ nào. Thế còn đây ạ, đây là chỉ cánh lái còn nguyên hết. Đây chỉ cánh lái còn nguyên, ốc zin, zin từng con ốc quý vị nhé, zin từng con ốc luôn ạ, ốc zin chưa mở quý vị nhé. Ốc zin chưa mở. Đây ạ, quý vị nhìn thấy ốc zin chưa mở nhé. Chưa mở bất cứ một con ốc nào. Bây giờ mình sẽ đi vào phần mở phần capo, tức là phần cốp đít và nó bốn cánh là ok rồi, không vấn đề gì, không mất một phân keo chỉ nào. Bây giờ sẽ phi với phần capo và khoang máy. Quý vị có thể nhìn thấy đây, khoang máy là còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian. Khoang máy là về phần đầu tiên mình đi kiểm tra về phần kỹ thuật gì đây, đinh tán của ụ giảm sóc còn nguyên, hai má còn nguyên. Chỉ cabo còn nguyên. Đây, chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Chỉ cabo còn nguyên ạ. Còn nguyên hết. Xe chỉ khoang máy chỉ có vết bụi của thời gian thôi, còn vẫn còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian, chưa động chạm gì, cũng chưa lau chùi gì. Đấy, còn máy zin luôn, máy zin từng con ốc luôn quý vị nhé. Ốc bảy màu còn nguyên ạ, máy zin từng con ốc. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 465 triệu đồng. Bây giờ được vậy là mình đã quay cho quý vị xem tổng thể của chiếc xe. Bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chạy thử chiếc xe này. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi trải nghiệm chạy thử chiếc xe này như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ khởi động máy. Chiếc xe này hiện nay đang chạy là đang chạy 5 vạn 4 quý vị nhé. Đồng hồ DOD hiển thị 5 vạn 4. Máy nổ khá là êm, máy nổ rất là êm. Mình sẽ xem mình xe chạy có bốc không. Xe chạy khá là bốc bạn nhé, chỉ cần chuyển số cái thôi là xe đã chạy rất là ok rồi. Trợ lái nhẹ, số chuyển đều. Bây giờ mình sẽ đi ra
chỗ này hơi dốc một tí. Ok, ok, rất là dốc. Mình đang lên cái đường gập ghềnh, gầm bệ chắc chắn, gầm khá chắc quý vị nhá, gầm chắc chắn, chỉ nghe tiếng lốp thôi, không nghe tiếng gầm. Mình để ba lên cho nào. Ok, số chuyển đều quý vị nhá, số chuyển đều, lái nhẹ, lái khá là nhẹ nhàng, số chuyển đều. Quý vị vui lòng alo trực tiếp cho Dung Audi, số điện thoại 0855 966 966, để biết thêm thông tin chi tiết. Bây giờ cái đường đây mình cũng lại đi vào đường xấu, đường rất là xấu. Chỉ đây quý vị nghe thấy chỉ có tiếng lốp thôi, không ngoài tiếng lốp không có một tiếng gì luôn, chỉ có tiếng lốp thôi. Xe gầm bể chắc chắn, máy bốc, số chuyển đều, đường rất là xấu, chỉ có tiếng lốp thôi. Quý vị liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số hotline, quý vị alo là 0855 966 966, để được giải đáp mọi cái thắc mắc cũng như được tư vấn cụ thể, đồng thời là có cái giá ưu đãi nhất khi mua xe tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Xin trân trọng cảm ơn những quý khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh của Dung Audi ô tô của Hải Dương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp. Xin trân trọng tri ân và cảm ơn quý khách hàng đã thường xuyên theo dõi ủng hộ Dung Audi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.